Hôm nay em Tú bán một lô đất mặt tiền đường nhựa là 6 mét nha anh chị, ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sát bên ngã ba Đức Hòa luôn nha anh chị. Xin chào em Tú, xin chào mọi người. Hôm nay em Tú bán một lô đất ở gần công viên nè, gần trường học nè, gần chợ và gần ngân hàng nha anh chị. Và bây giờ em Tú xin mời anh chị đi xem đất cùng em Tú nha. Cái đường nhựa trước đất là cái đường 6 mét nha anh chị. Xung quanh nhà sát nhau hết rồi. Còn một lô là lọt khe ở giữa. Đó, cái lô mình ở giữa này anh chị. Lô này nha anh chị. Ngay chỗ tay em Tú chỉ đó. Từ cái nhà này đi qua bên nhà bên này là 5 mét rưỡi. Dài xuống á, là 20 mét nha anh chị. Thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha. Đó, bây giờ em quay qua cái quang cảnh xung quanh cho anh chị xem. Nhà thì sát sát nhau hết rồi anh chị ha. Và bây giờ em Tú đi vô lô đất cho anh chị xem nha. Lô đất đó là nó là bằng phẳng hết rồi anh chị. Thì từ cái mấy tường bên này qua mấy tường bên kia á, là 5 mét rưỡi, chiều dài xuống là 20 mét, thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha anh chị. Lô đất này á, là ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ đất á, gửi em Tú bán á, là 1 tỷ 900 triệu còn thương lượng nha anh chị ha. Con đất mình dày xuống tới đây luôn anh chị à. Từ cái mép tường này qua bên mép tường bên này á, là 5 mét rưỡi nha anh chị à. Dài á, là 20 mét à. Từ từ ở phía dưới lô đất em nhìn lên anh chị, quay lên cho anh chị xem đó ha. Con đất mình rất là thẳng, con đất mình bằng đường luôn nha anh chị, về chỉ xây nhà thôi nha. Còn cái đường trước mặt cái lô đất của mình á, là đường nhựa 6 mét nha anh chị. Con đất mình thì nó ở gần ngã ba Đức Hòa nha. Từ lô đất của mình mà ra thì thị trấn Đức Hòa là khoảng 500 mét anh chị. Ở đó thì có công viên này, có trường học. Đây cái đường nhựa đây chị, đường nhựa 6 mét trước nhà mình nha, mặt tiền đất mình nha. Đó. Đây thì xung quanh thì dân đã sống, nhà đã khít khít nhau hết rồi anh chị. Đó, cái lô đất mình đây, lọt khe ở giữa nha anh chị đó. Thì ngang là 5 mét rưỡi, chiều dài là 20 mét, thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha anh chị, ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Và bây giờ từ cái lô đất này nè, em Tú sẽ chạy ra cái ngã ba Đức Hòa cho anh chị xem nha. Đây là cái đường nhựa trước lô đất mình là 6 mét nè anh chị. Và bây giờ em Tú sẽ di chuyển ra ngã ba Đức Hòa nha. Đất hôm nay em Tú bán là ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Với diện tích đó, ngang là 5 mét rưỡi, dài là 20 mét, thổ cư 100% và sổ hồng riêng đó. Chủ gửi em Tú bán là 1 tỷ 900 triệu còn thương lượng nha anh chị. Lô đất này thì nó ở sát bên ngã ba Đức Hòa luôn anh chị. Di chuyển chút xíu nữa là tới tỉnh lộ 824, và có trên cái đường tỉnh lộ 824 đó thì có nè, trường học nè, rồi công viên Võ Văn Tần nè, quảng trường, rồi có mấy cái ngân hàng luôn anh chị. Đây, ở đây thì mình rẽ phải một chút xíu thì đã thấy tỉnh lộ 824 rồi anh chị. Đó, cái này là tỉnh lộ 824 nha anh chị. Đây, cái đầu này á, hướng này anh chị là đi về cầu lớn và Mỹ Hạnh nha. Cầu lớn, qua cầu lớn là thuộc Bình Chánh rồi anh chị. Từ chỗ này mà di chuyển về Sài Gòn thì khoảng đó khoảng 25 phút nha anh chị. Đây là hướng này về công viên nè, ngã ba Đức Hòa anh chị. Và bây giờ em Tú sẽ chạy về cái chỗ ngã ba Đức Hòa và công viên Võ Văn Tần cho anh chị xem luôn nha. Mà anh chị nào mà muốn xem lô đất này thì hãy alo em Tú, đi dẫn đi xem đất nha anh chị ha. Đó, đây là hai bên đường của tỉnh lộ 824 anh chị, hướng về ngã ba Đức Hòa nha anh chị. Bên này thì có ngân hàng đó, ngân hàng OCB này, rồi ngân hàng Vietcombank anh chị. Ở đây có đầy đủ tiện ích chẳng hạn như là điện máy xanh này, Bách Hóa Xanh, công viên, trường học và chợ Đức Hòa luôn nha anh chị. Có giao hàng tiết kiệm nữa anh chị. Trước mặt di chuyển khoảng vài chục mét nữa là tới công viên Võ Văn Tần anh chị. Cũng có thế giới di động luôn nha anh chị ha, có đầy đủ hết. Đây là cái trước mặt là ngã ba Đức Hòa anh chị.
chỗ mấy cái cây cao cao đó là công viên Võ Văn Tần nha anh chị. Rồi em tí em Tú sẽ di chuyển tới chỗ đèn xanh đèn đỏ luôn. Thì gần chỗ này thì có chợ Đức Hòa nữa, có chợ Đức Hòa anh chị, có trường học luôn, có trường học Võ Văn Ngân anh chị ha. Còn đây là cái quảng trường nè anh chị, quảng trường ngay chỗ ngã ba Đức Hòa nha anh chị. Đây là ngã ba Đức Hòa nè anh chị, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ. Còn cái đây là cái cổng vô công viên Võ Văn Tần nè anh chị, khá là rộng luôn nha. Ở đây thì là thị trấn Đức Hòa nên là các tiện ích nè, ngân hàng, trường học, chợ, công viên đều là đầy đủ hết nha anh chị ha. Còn anh chị nào mà muốn đi xem lô đất này thì liên hệ em Tú, số điện thoại của em Tú để trên màn hình nha. Và thông qua video này thì em Tú cũng nhận ký gửi nhà đất ở khu vực Đức Hòa, Long An. Anh chị nào mà muốn bán nhà, bán đất nhanh thì liên hệ em Tú để em Tú giúp anh chị bán nhanh nha. Đây là ngã ba quảng trường đó anh chị, quảng trường ngay ngã ba Đức Hòa luôn nha. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video của em Tú. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy nhấn chữ đăng ký kênh bên tay phải màn hình để tiếp tục xem những video mới của em Tú nha.